Chào mừng các bạn đến với kênh Cấp Hàng Tuần. Hôm nay Mai sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món bánh tráng miệng nha. Bánh này rất là ngon. Nó được làm chủ yếu từ xoài, một ít sữa tươi nè, sữa đặc và bột bắp. Bây giờ Mai sẽ ăn thử. Rất là thơm xoài luôn nha. Nó dẻo, béo và mát lạnh. Ăn một miếng là các bạn sẽ muốn ăn thêm nữa. Ngon quá. Bây giờ chúng mình bắt đầu làm nha. Mai chuẩn bị nguyên liệu ở đây gồm có xoài mình xay nhuyễn, một ít sữa đặc nè, whipping cream, sữa tươi không đường và bột bắp. Nếu bạn nào không có whipping thì mình có thể thay thế bằng sữa tươi không đường luôn nha. Và một ít khuôn để mình đổ. Trước tiên thì Mai sẽ cho whipping vào. Mình trộn đều, sau đó mình sẽ cho sữa đặc nha. Bên đây thì Mai sẽ cho bột bắp vào trong sữa. Mình khuấy cho nó tan, rồi mình mới cho vào cái hỗn hợp lúc nãy. Cái món này rất là dễ làm luôn các bạn, nhanh nữa. Không cần lò nướng, không cần máy gì hết. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này, sau đó mình bắt lên bếp và mình nấu. Mình sẽ nấu với lửa nhỏ nha các bạn, ở mức nhỏ nhất. Nấu đến khi nào mà các bạn thấy nó sệt lại thì mình tắt bếp. Như vậy là được rồi nha các bạn. Sau khi mà mình nấu xong, mình cho vào cái túi bắt kem. Mình dằn nhẹ cho nó đều. Và cái lớp mặt của nó cũng phẳng. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong ngăn đông của tủ lạnh tầm 1 đến 2 tiếng nha.
Đây là bánh sau khi mà Mai để 1 tiếng rưỡi. Bây giờ Mai sẽ gỡ ra và mình trang trí. Mày sẽ cho lên đây một ít xoài. Xoài mình cắt miếng nhỏ nhỏ. Vì không thể đi ra ngoài để mua lá húng lủi cho nên có rau thơm, mày gắn lên đỡ, nhìn cho nó xinh xinh. Vậy là xong rồi đó. Mày chúc các bạn làm thành công nha. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của Mai và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Mai ra video mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.